Nhiều báo cáo từ châu Á cho biết Apple đang ngừng phát triển chip modem 5 giờ sau nhiều nỗ lực không thành công. Thông tin từ tài khoản Yo1122 trên blog Naver và a.tech_aeve.x cho thấy các nguồn tin từ chuỗi cung ứng của Apple đều báo cáo về việc dừng dự án này. Tuy chưa có xác nhận chính thức, nhưng Wall Street Journal đã đăng báo cáo về các vấn đề nghiêm trọng gặp phải trong quá trình phát triển chip 5 giờ. Apple đã tuyển dụng nhiều kỹ sư và thâu tóm bảng modem smartphone của Intel, nhưng vấn đề vẫn tồn tại. Kế hoạch đưa chip 5 giờ vào iPhone có thể bị trì hoãn đến 2025 hoặc 2026, và Apple đang cân nhắc áp dụng nó vào iPhone SE giá rẻ. Công việc viết lại đoạn code và tránh xâm phạm bằng sáng chế của Qualcomm cũng là thách thức lớn cho Apple. Mời bạn xem video chi tiết trong phần bình luận.